Cậu bé này được ban cho khả năng thể thao tuyệt đỉnh. Cậu chưa từng học qua cầu lông, nhưng chỉ cần nhìn bước chân của người khác là đã có thể học theo. Đối thủ bị cậu hạ bằng nhiều đòn khác nhau. Mọi người lúc đó ai cũng không ngờ rằng cậu bé tên Lee Chong Wei này nhiều năm sau danh tiếng sẽ vang dội khắp thế giới. Cậu bé xuất thân từ một gia đình nghèo, lần đầu xem thi đấu cầu lông ở Thế vận hội Olympic đã bị thu hút. Cậu cũng muốn trở thành người tạo nên kỳ tích như vậy. Cậu kiên quyết nói với bố, sẽ có một ngày con đại diện quốc gia đi thi đấu. Bố nói, cậu không biết trời cao đất dày là gì và mắng cậu một trận. Lúc đó, một chiếc vợt cầu lông có giá 89 đô, cậu bé làm gì đủ tiền mua? Không có vợt, cậu đã dùng chảo để luyện tập. Hàng xóm nhìn thấy đều tưởng cậu bị điên. Cậu kéo đứa bạn hàng xóm đến cùng tập luyện, nhưng lực của chiếc chảo quá mạnh. Cậu bạn hàng xóm đau quá mà ngã xuống đất. Cậu bé bỏ chạy một mạch về nhà. Không lâu sau, cuộc thi đấu cầu lông ở trường được mở ra. Cậu hỏi thầy giáo để mượn vợt, nhưng thầy giáo tỏ vẻ khinh thường. Ngay cả vợt cũng không có thì đánh cầu cái nỗi gì. Nhưng lúc này, có người đã ném vợt cho cậu mượn. Lần đầu dùng một cây vợt thực sự để đánh cầu lông, cậu đã chiến thắng cuộc thi cấp trường. Sau cuộc thi, chú Lây tặng lại cậu chiếc vợt đó. Cậu hớn hở mang chiếc cúp về nhà, nhưng lại bị bố mắng thậm tệ. Bố cậu trong lúc tức giận đã đập gãy cái vợt của cậu, không cho phép cậu đánh cầu lông nữa. Ngày hôm sau, có một ông chú đã mời cậu tham gia trận đấu cầu lông từ thiện, vừa có thể đánh cầu, vừa có thể gây quỹ giúp đỡ người khác. Cậu đã tin lời của ông chú đó mà không biết rằng đây chính là sòng bạc ngầm. Dựa vào tài năng bẩm sinh, Chong Wei liên tiếp giành thắng lợi. Một mình cậu cân hết cả đám người. Ông chú kia đã thu được một số tiền lớn. Bố cậu sau khi biết tin liền xông tới sòng bạc lôi cậu về. Nhưng muốn rời đi đâu có dễ như vậy. Năm đó bố cậu đã từ chối điều kiện của ông chủ sòng bạc nên bị họ truy sát. Người bạn tốt nhất của ông cũng bị hại chết. Kể từ đó bố cậu thề sẽ không đụng đến cầu lông nữa và cũng không cho con trai đụng đến. Nhưng giờ vì con trai, ông bố không thể không đặt cược canh bạc này. Nếu thắng bọn họ có thể rời đi, còn nếu thua thì đối phương tùy ý xử lý. Lần đầu tiên hai bố con cùng nhau phối hợp trong trận đấu. Chong Wei với năng khiếu của mình, trong thời gian ngắn đã bắt được nhịp của đối phương, cùng với bố càng chơi càng ăn ý. Hai cha con phát huy tài năng, thắng được trận đấu. Bố nói rồi, nếu con thật sự thích cầu lông, thì hãy chọn nơi mà chơi. Bố cuối cùng cũng cho phép Chong Wei chơi cầu lông. Từ cầm vợt cho đến cách đánh cầu, thể chất, mỗi ngày Chong Wei đều đánh tới mấy nghìn quả cầu. Dưới sự huấn luyện nghiêm khắc của huấn luyện viên Tae Pyong Hat, Chong Wei đã tiến bộ rõ rệt. Không lâu sau, đội tuyển cầu lông quốc gia bắt đầu tuyển chọn thành viên. Chong Wei nhỏ tuổi nhưng đã hạ được mọi đối thủ. Từ lúc ghi danh đến vòng sơ loại, rồi cả trận bán kết, chung kết, khả năng thiên tài đã giúp cậu đoạt được chiếc cúp vô địch. Nhưng tiếc là cậu quá thấp nên tuyển quốc gia không lựa chọn. Cậu khóc lóc buồn bã. Để trở nên cao lớn hơn, cậu bắt đầu nhảy không ngừng nghỉ. Mệt đến kiệt sức nhưng Chong Wei vẫn không dừng lại, luôn tự cổ vũ mình. Cậu quyết tâm phải làm bằng được. Thấy Chong Wei như vậy, mẹ rất đau lòng. Ngày hôm sau, mẹ đã quấn vải lên thanh gỗ cho cậu. Ngày nào cậu cũng ăn súp khoai tây do mẹ làm. Luôn miệng hỏi mẹ, con có cao lên được chút nào chưa? Ngày qua ngày, vết đánh dấu chiều cao trên cửa ngày một tăng lên. Ban đầu con không với đến nổi thanh gỗ. Giờ đây, Chong Wei đã có thể một tay nắm lấy nó. Chỉ 2 năm sau, cậu đã đuổi kịp các bạn đồng lứa. Mục tiêu tiếp theo của Chong Wei chính là nói với cả thế giới. Đừng ức hiếp những thiếu niên nghèo. Chấp chú 10 quả cầu. Nếu chú thua, thì hãy trả lại số tiền mà chú nợ. Đối phương tỏ vẻ khinh thường. Là một vận động viên chuyên nghiệp, chẳng lẽ ông lại sợ một cậu nhóc không có tiếng tăm gì sao? Nhưng trận đấu vừa bắt đầu, ông chú này đã lỡ một quả. Đấy nhất định là ăn may thôi. Nhưng sau đó, trước mặt cậu thiếu niên, ông chú liên tiếp 3 hiệp đều không bắt được quả cầu nào. Không còn mặt mũi nào nữa, ông chú gọi đồng đội ra, 4 người đánh với 1 người. Ông cứ nghĩ mình chắc chắn giành được thắng lợi, nhưng bọn họ vẫn lép vế. Cùng với cú đập cầu dứt điểm của chàng thanh niên, bọn họ thua đậm. Ông chú kinh ngạc, hỏi cậu thiếu niên đó là ai? Cháu là Lee Chong Wei. Ông chú không thể ngờ rằng cậu thiếu niên vừa đánh bại mình này, chẳng bao lâu nữa sẽ nổi tiếng khắp thế giới. Năm đó, Chong Wei bị đội tuyển quốc gia loại vì quá thấp, giờ đây cậu đã trở lại trong cuộc thi tuyển chọn của tuyển quốc gia. Cậu thể hiện rất tuyệt vời, thu hút sự chú ý của huấn luyện viên trưởng. Ông ấy hy vọng có thể đưa cậu vào tuyển quốc gia, nhưng vẫn có người xem thường cậu. Có người nói, Chong Wei đã quá tuổi để đào tạo. Có người cười nhạo, bảo cậu chưa từng được đào tạo bài bản, sẽ khó thành công. Cuối cùng họ bỏ phiếu, có 9 phiếu đồng ý và 8 phiếu không đồng ý. Chong Wei đã được chọn. Học viện cầu lông Malaysia, nơi đào tạo tuyển thủ cầu lông hàng đầu. Chong Wei tràn đầy khí thế, tuy nhiên ở đây ai ai cũng đều ưu tú. Chong Wei ngay đến rèn luyện thể chất cơ bản cũng không theo kịp. Các bạn học đều trêu chọc và cười nhạo cậu, còn dùng kỹ năng đánh cầu qua mặt Chong Wei khiến cậu không chịu nổi. Cậu còn bị huấn luyện viên phạt. Niềm kiêu hãnh này đã sụp đổ, cậu muốn bỏ cuộc. Nhưng lúc này có người nói với cậu một câu, ở đây thứ thiếu nhất không phải là cơ hội mà là sự kiên trì. Ở đây có rất nhiều người có cơ hội, nhưng người mạnh nhất thường chính là người kiên trì nhất. Chong Wei đã hiểu, bắt đầu thay đổi bản thân, tập luyện điên cuồng. Nhờ vào sự chăm chỉ, cậu đã được chọn vào đội hình 8 người cho giải đấu ở Anh.
Nhưng đến tối hôm xuất phát, cậu bất ngờ bị huấn luyện viên loại khỏi đội hình. Cậu không hiểu, cố cầu xin, khó hiểu về cách hành xử của huấn luyện viên, xe buýt từ từ rời đi, để lại một mình trong quay đứng khóc dưới mưa. Cậu một lần nữa nghĩ tới việc bỏ cuộc. Không lâu sau, vợ của huấn luyện viên Miss Boone đến tìm cậu. Cuối cùng cậu cũng hiểu ra mọi chuyện. Thì ra, cậu sớm đã có được sự tin tưởng từ huấn luyện viên Miss Boone. Trong cuộc họp quyết định vận mệnh của cậu ngày trước, huấn luyện viên đã bỏ cho cậu lá phiếu quyết định vào đội tuyển quốc gia. Miss Boone luôn chú ý tới cậu, nên ông ấy nghiêm khắc với cậu hơn những người khác. Vì sự kỳ vọng này dành cho cậu quá lớn nên ông không muốn cậu tham gia giải đấu lần này. Ông ấy muốn bảo vệ cậu, hy vọng ngôi vị số 1 thế giới mà bản thân không đạt được, cậu sẽ giành được nó trong tương lai. Hiểu ra ý tốt của huấn luyện viên, Chong Wei đã bắt đầu phấn chấn trở lại, tập luyện bạt mạng. Không lâu sau, vòng dự tuyển Cúp Thomas 2004 bắt đầu. Chong Wei không nghĩ rằng đối thủ đứng trước mặt mình sẽ trở thành kỳ phùng địch thủ của cả cuộc đời cậu. Đây là cuộc đọ sức đầu tiên giữa hai người mạnh nhất. Bọn họ lúc đó, một người mới bộc lộ tài năng, còn một người thì không chút tiếng tăm nào. Trận đấu này sẽ là khởi đầu cho số mệnh đối đầu của họ. Vòng dự tuyển Cúp Thomas châu Á 2004, Chong Wei đã thất bại dưới tay Lin Dan, người cũng sở hữu tài năng thiên bẩm như cậu. Trận bán kết của giải Hồng Kông mở rộng 2005, hai người bọn họ lại gặp nhau. Cho dù Chong Wei đã cố hết sức nhưng vẫn thất bại. Chong Wei hầu như đã quét sạch đối thủ tại vòng chung kết châu Á, nhưng cuối cùng vẫn không thể đánh bại Lin Dan. Đội tuyển quốc gia vô cùng thất vọng, bọn họ muốn loại Chong Wei, nhưng huấn luyện viên Miss Boone vẫn kiên định, ông ấy tin Chong Wei sẽ thắng. Ở giải đấu Anh mở rộng tiếp theo, huấn luyện viên đã đặt cược cả sự nghiệp của mình. Trận bán kết giải cầu lông toàn Anh năm 2005, hai đối thủ lại lần nữa gặp nhau. Nhưng lần này, Chong Wei lần nữa thất bại. Cậu xin lỗi huấn luyện viên, cậu nói mình đã cố gắng hết sức. Huấn luyện viên không hề trách mắng, nếu thua rồi thì ta lại đánh tiếp. Ông ấy nói với cậu, ý nghĩa của cầu lông không nằm ở thắng bại, mà nằm ở giấc mơ bắt đầu, ở tư tưởng ban đầu. 6 tháng sau, vòng chung kết Malaysia bắt đầu, lại là màn cạnh tranh giữa Lin Dan và Chong Wei. Rất nhiều người dân đã tập trung trước TV để theo dõi. Trận đấu bắt đầu, hai vận động viên không chút nương tay. Chỉ trong 2 năm, cậu thiếu niên non nớt năm xưa giờ đã đứng trên đỉnh cao thế giới. Hai người sức lực ngang nhau và tỷ số cũng đang hòa. Hiệp thứ 2, hiệp quyết định. Chong Wei vừa vào hiệp đã lép vế. Tỷ số là 13-20, Lin Dan hiện đang dẫn trước. Chỉ cần thắng một quả nữa, trận đấu sẽ kết thúc. Chong Wei dường như đã hết hy vọng thắng. Nhưng lúc này, từng khung cảnh của quá khứ hiện lên trước mắt cậu. Chong Wei, khi em nghi ngờ chính mình, không sao cả. Hãy nghĩ về những người tin rằng em có thể làm được. Người nhà, bạn bè, chú Lây, người đã tặng cậu một cây vợt. Huấn luyện viên Tae Peung Hwa, người đã khai sáng cho cậu. Huấn luyện viên Miss Boone, người giúp cậu trưởng thành. Và tất cả những người đang ủng hộ cậu. Lúc này, Chong Wei cuối cùng cũng tìm lại được thứ mình đã mất. Không phải cái gọi là thắng hay thua, mà là sự nhiệt huyết và kiên trì. Lúc này, cậu đã quên đi việc thắng bại, mà chỉ có việc kiên trì và làm hết sức mình. Từ tỷ số 13-20 lên đến 20-20, Chong Wei đã tạo ra kỳ tích chưa từng có. Mọi người lại lần nữa nhìn thấy hy vọng thắng lợi. 21-21, tỷ số lại cân bằng. Khán giả đang hò hét gọi tên của Chong Wei. Một pha đập cầu, Chong Wei đã vượt lên dẫn trước. Mọi người vô cùng căng thẳng, không dám thở. Dù cậu ấy có thắng hay thua, thì trên thế giới cậu cũng chỉ có một đối thủ. Cùng một bước nhảy, một pha đập cầu dứt khoát, Chong Wei đã thắng, hoàn thành trận lội ngược dòng ngoạn mục. Một kẻ thua cuộc đã đốt lên ý chí chiến đấu của hàng tỷ người. Trên thế giới này, làm gì có chuyện thua thì làm vua. Nếu có thì đó là nhờ lòng nhiệt huyết khó dập tắt. Khi bạn làm hết sức mình thì sẽ không tồn tại một kẻ thua cuộc nào trên thế giới này cả. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nhớ nhấn like và đăng ký cho kênh của chúng mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại!